Ba chiến hạm Trung Quốc đến cảng Cam Ranh hôm 22 tháng 10 trong chuyến thăm Việt Nam và đã rời đi ngày hôm nay 26 tháng 10. Ý kiến của các bạn trẻ về sự kiện này như thế nào so với những chiếc tàu của các nước khác đã từng đến cảng Cam Ranh như Hoa Kỳ, Nhật, Pháp? Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện giữa Cát Linh với hai bạn Văn Đan và Tuấn Anh từ Sài Gòn. Thì với cá nhân của em á, cái sự kiện mà ba cái chiến hạm của bên Trung Quốc mà cập cảng Cam Ranh thì thật ra là nếu mà chị xem dưới góc độ mà chính sách ngoại giao về mặt quân sự của Việt Nam, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì em thấy cái đó cũng là bình thường. Tức là hiện tại là cái cảng Cam Ranh mở từ tháng 3 năm nay, thì bên Việt Nam là cũng mời rất là nhiều nước như là Mỹ, Pháp, Nga gì đó tới cảng Cam Ranh. Thì em nghĩ nếu mà chị nhìn ở góc độ đó, mời Trung Quốc qua là bình thường. Còn tại vì Việt Nam đang cố gắng duy trì cái gọi là chính sách mà trung lập, tức là về mặt quân sự là cũng không nghiêng về ai hết. Tức là họ nói là vậy, người dân cũng thấy là vậy, tức là họ mời đủ nước tới, và thậm chí họ tuyên bố là sẽ không có cho bất kỳ nước nào là thiết lập những cái căn cứ quân sự ở Việt Nam. Còn nhưng mà rõ ràng là cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam thì không cách nào mà không nói tới cái vụ mà đang lộn xộn trên Biển Đông, tức là cái về mặt mà chủ quyền quốc gia là Trường Sa, Hoàng Sa. Thì em thấy nếu mà dưới một góc độ mà công dân của Việt Nam mà biết là mình, đất nước của mình đang có cái vấn đề gọi là tranh chấp chủ quyền với lại Trung Quốc, mà nhà cầm quyền của đất nước mình vẫn gọi là mời gọi là những cái tàu chiến của cái đất nước mà đang tranh chấp với mình qua, thì anh thấy cái vấn đề đó rõ ràng không có hợp lý. Dành có đồng quan điểm như vậy hay không, hay là Dành có một cái ý kiến nào khác hơn? Dạ em thì em có khác á. Cái mà em thấy thì cái chuyện mà về tàu quân sự mà đi cập cảng Cam Ranh như vậy thì nó không thể là chuyện bình thường được. Thứ nhất thì mình phải nói tới, đã nói tới quân sự thì phải nói tới cái vấn đề, cái mục tiêu, cái nói như anh nói là cái gì, là cái động cơ gì. Vậy thì cái động cơ gì làm cho ba cái chiến hạm này lại đi qua Việt Nam đấy? Vậy thì họ lại trả lời với dân rằng là để thắt chặt tình thân. Thắt chặt tình thân, tại sao lại đưa cái ba cái chiến hạm ở trong cái hạm đội mà Đông Hải? Tại sao lại cái, trong khi cái vụ mà Đông Hải này nó lại còn có dính dáng tới cái vụ thảm sát ở Gạc Ma? Nếu mà có muốn thắt chặt tình thân thì tại sao lại còn phải làm điều đó? Vì em nghĩ tới Trung Quốc, không có phải là những cái này là do phía nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam mình, là giống như cái kiểu mà đã là người nhà, anh em hay là cha con gì đấy. Và cái vấn đề của họ là họ chỉ cần hợp thức hóa trong dân thôi. Thật ra Trung Quốc không có cần xâm lược Việt Nam, họ không cần xâm lược, họ chỉ cần cái mục đích của họ đạt được thôi, chứ còn họ không có cần cái tiếng đó. Tại cái tiếng nó không tốt ở trên cái mặt quốc tế. Nếu như mà họ không cần xâm lược mà mình đã là thuộc địa, đã là thị trường của họ rồi thì họ đâu có cần xâm lược đâu. Chính vì vậy nên cái vấn đề mà đưa cái ba cái chiến hạm này qua cũng là đánh dấu cái vấn đề là giống như kiểu họ đi qua đây họ cắm cờ. Và tôi có quyền đi lại về vấn đề quân sự, đi qua tới Việt Nam. Vâng, hai vấn đề đặt ra sau cái nhận định của Dành. Thứ nhất, đó là tiến sĩ Trần Công Trục là một chuyên gia về biên giới lãnh thổ và luật biển quốc tế đấy, thì ông đã từng trong một lần trả lời phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do, ông có nói rằng đây là một việc hoàn toàn bình thường. Chiến hạm Trung Quốc cập cảng Cam Ranh thì cũng giống như là những chiến hạm vừa rồi của Mỹ, Pháp, Nhật Bản ghé thăm cảng. Đây, nếu mà xét về chính sách ngoại giao quân sự thì đây là một việc hoàn toàn bình thường. Trừ khi là có một cái chủ ý nào đó liên quan hoặc là một kế sách nào đó thì bên phía nhà nước sẽ có một cái biện pháp để chống trả. Thì về nhận định của phía nhà nước là như vậy. Vấn đề thứ hai, Dành có vừa nhắc đến cái vụ thảm sát
Giặc Ma 1988. Như vậy thì cho Cát Linh hỏi rằng nếu như ba chiến hạm này không phải là ba chiến hạm thời Đông Hải từng tham gia cái trận thảm sát Giặc Ma đó, thì người dân Việt Nam có phản đối hay không? Em chắc chắn là có phản đối. Cái trên cái tinh thần là hiện tại của mình đó là đã coi Trung Quốc là giặc phương Bắc rồi, thì cái vấn đề mà giặc về nhà thì cái sự mà phản đối đấy chắc chắn rồi. Còn cái vấn đề mà có liên quan tới cái hạm đội Đông Hải á, thì nó nhắc thêm lên thôi, nó làm cho người ta gay gắt hơn thôi. Chứ còn lại em nghĩ là đi qua Việt Nam mình, em giả dụ như là cái chuyện mà ngoại giao đi, ngoại giao về quân sự thì cũng đâu có phải là cứ phải đưa tàu chiến qua làm gì. Người ta có thể ngoại giao và quân sự người ta tập trận chung với nhau. Còn này đưa tàu chiến qua khoe khoang hay cái gì đấy, biểu dương, hù dọa nhau hay làm cái gì, thì mình có thể phải xem xét lại. Em tới giờ em vẫn còn chưa thấy được là tại sao lại phải thắt chặt tình thân theo cái kiểu này. Có nghĩa là tại sao phải thắt chặt tình thân với Trung Quốc? Có phải là mình nên nói rõ như vậy không? Dạ không, nếu nói vậy thì em không đồng ý. Tại vì thật ra mình không không chống Trung Quốc theo cái kiểu mà yếu mà đi đi gây chuyện với họ. Nhưng nếu đã không chơi thân thì thôi đừng đừng có, nếu đã không ghét nhau đừng có chơi thân. Em nghĩ là không tốt. Tốt nhất là giống như cái kiểu tuyệt giao. Theo em nghĩ là như vậy tốt hơn. Còn không thì tốt hơn là chọn một đồng minh khác. Phong có một sự phản biện nào hay không? Hay là Phong cũng đồng ý với ý kiến của Dành? Em thấy là cái quan điểm của anh Dần là đặc biệt là về cái khoản mà Trung Quốc có cần xâm lược Việt Nam hay không. Em cũng cực kỳ đồng ý với lại cái quan điểm là Trung Quốc sẽ không bao giờ thèm xâm lược Việt Nam. Cái đó là chắc chắn. Em nghĩ, tức là quan điểm cá nhân của em thôi, em có theo dõi một số những cái tin tức gì đó, thậm chí là coi những cái cụ bên Trung Quốc nữa. Có thể là họ bolo bola bola là nói là đòi đập Việt Nam hay là gì đó, nhưng mà em tin chắc chắn là họ sẽ không dám rồi là đem quân qua đánh để chiếm đất đai hay là gì đó. Tại cái thời bây giờ là về mặt kinh tế Việt Nam bị phụ thuộc gần như là rất là kinh khủng cho Trung Quốc. Và thường bây giờ người ta chỉ cần đánh kinh tế thôi là được. Tức là rõ ràng Trung Quốc bây giờ nắm hầu như là hết Việt Nam. Ngay cả cái bộ sậu của lãnh đạo Việt Nam cũng vậy. Tức là ai cũng biết rõ là thế nước là như thế nào. Còn về cái mặt mà anh nói là nên duy trì mối quan hệ như thế nào với Trung Quốc, tuyệt giao hay là sao đó, em nghĩ với cái gọi là xu hướng mà toàn cầu hóa bây giờ rất khó mà để tuyệt giao với là một nước mà như Trung Quốc, nó bự chà bá, rất là khó. Chính xác. Đồng ý với khó. Ông về cái vụ tức, này tức là mình vẫn duy trì, nhưng mà đó rõ ràng tức là mình nhỏ con lại không biết Trung Quốc thì nó tới 1 tỷ người, mình có 90 triệu người, nhưng mà mình có thể dựa vào đa phương, tức là toàn cầu, Mỹ nó những cái liên minh về tự do như là Mỹ, Nhật để gọi là xác định lại cái phần mà chủ quyền ở ngoài biển của mình. Còn trước giờ mình lấn cấn với Trung Quốc ở chỗ đó rất là nhiều, nhưng mà thấy rõ là thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam là hầu như là theo kiểu là giống như là buông xuôi, không muốn làm, cứ để vậy đi, để cho người dân quên được thì quên, không quên được thì thôi. Đúng rồi Phong, khó nhất chính là chỗ đó. Cái ý của mình cũng mà thấy là cái mà làm cho Việt Nam ra như vậy là chẳng qua do mình chọn cái chế độ cộng sản, một trong những cái mà rất là ít đồng minh. Nếu mà mình mà không chơi với Trung Quốc, không phải nói là nếu cộng sản Việt Nam đi, nếu cái đảng cộng sản Việt Nam không chơi với Trung Quốc thì họ không đủ tự tin để họ giữ được đảng. Chính vì vậy nên họ tìm mọi cách để bấu víu vào đảng cộng sản Trung Quốc nhằm giữ đảng của họ. Và cái hệ lụy của nó diễn ra là tất cả những cái hợp đồng hay là về tất cả mặt hàng chính sách họ đều ưu tiên, thật ra mà nói là đều dành cho Trung Quốc hết. Như vậy cho cái lên được ngắt lời hai bạn thì cả hai đều đồng ý rằng là đây là một cái hoạt động, đây là một cái hành vi thể hiện rằng là nhà nước cộng sản, chế độ cộng sản Việt Nam chọn một đồng minh là Trung Quốc mà là một đất nước giàu mạnh và có thế lực hơn Việt Nam rất nhiều. Như vậy thì cái việc mà nhà nước Việt Nam
đồng ý để cho ba chiến hạm của Trung Quốc cập cảng Cam Ranh, thì theo cái cách giải thích của bên phía một vị quan chức của bên Việt Nam là ông nói rằng là cái việc giải quyết tranh chấp theo chủ trương của nhà nước là giải quyết hòa bình thông qua đàm phán thương lượng và các biện pháp hòa bình chứ không dùng lực lượng vũ trang. Chính vì vậy mà họ phải đối xử bình đẳng như các nước mà Mỹ, Pháp, Nhật như lúc trước. Mình có thể suy nghĩ theo cái hướng đó hay không? Theo em, cái này xem mà thấy được á. Thật ra, nếu cho rước ba chiến hạm được qua, nếu như mà họ qua mà mình ngăn đi, thì cái thiệt hại thì nó nhiều hơn là cho họ qua. Tại cho họ qua, đằng nào mình cũng chống không lại. Nếu mà nói theo cái kiểu mà buông á. Nhưng mà em không muốn suy nghĩ theo kiểu đó. Em muốn đó là mình không lại, thì mình đừng chơi với lại cái liên minh Trung Quốc, Triều Tiên, mình bỏ cái phe đó đi, mình chơi với một cái phe khác. Vậy thì lúc đó họ mình sẽ không có còn là một cái nước mà yếu kém để mà chơi với lại Trung Quốc nữa, mà là phe của mình và phe Trung Quốc. Em nghĩ nếu mà để đánh giá cái mức độ bình thường hay không của cái sự kiện này đó, thì em nghĩ là bình thường nhưng mà không bình thường. Tức là bình thường là gọi là về cái mặt mà quan hệ, tức là đối ngoại, đối ngoại về mặt quân sự của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tức là họ rất là, họ nói rõ luôn, họ không muốn quân lộn, họ không muốn chiến tranh gì hết á, họ chỉ là trung lập hết. Nhưng mà không bình thường ở chỗ á, là nếu mà là một người công dân của bất kỳ quốc gia nào đi chăng nữa, cũng phải ý thức được cái chủ quyền của quốc gia mình. Tức là bây giờ anh đang, tức là anh, nhà anh có cái sân trước cửa nhà, thằng kia nó qua nó chiếm một phần sân của anh, sau đó anh lại mở cửa ra, anh mời nó đứng trước cửa nhà anh để tới tham quan, ngó cái này ngó cái kia, rõ ràng không ai chấp nhận được cái chuyện đó đó. Em nghĩ vậy. Nếu mà với góc độ là một người mà ý thức về chủ quyền quốc gia, không cách nào gọi là bình thường hết á. Một cái thằng ăn cướp, một cái thằng cướp đất của nhà anh, cướp cái sân của nhà anh, sau đó anh lại mời nó tới nhà anh, trước cộng nhà anh, để làm cái gì? Cảm ơn hai bạn dành thời gian tham gia cái buổi nói chuyện. Trước hết thì xin tiến sĩ Trần Công Trục cho các Linh biết là ông nhận định như thế nào về cái chính sách mở cửa Cam Ranh đối với mọi nước? Vâng, thì cái này như các bạn biết rồi, thì cái chủ trương Việt Nam là có thể nói là làm bạn với tất cả các quốc gia. Và kể cả các nước trên thế giới, các nước lớn cũng như nước nhỏ, và đặc biệt là các nước láng giềng, thì là chủ trương của Việt Nam như vậy. Thế về riêng cái Cam Ranh thì cũng đã công bố đã công khai rồi là sẽ mở cửa tất cả các cái quốc gia đến để mà thực hưởng cái dịch vụ ở cái cảng Cam Ranh. Với cái mục tiêu là có thể nói là có một cái sự hỗ trợ giúp đỡ về mặt dịch vụ về hàng hải, kể cả các tàu quân sự lẫn tàu dân sự. Thì cái đó là một cái chủ trương rất đúng đắn, mà có thể nói là khai thác cái lợi thế của Cam Ranh về mặt địa lý, về mặt thuận lợi cho cái việc tàu bè có thể qua lại để mà thị trường đặt dịch vụ. Thì đó là cái chủ trương Việt Nam. Thế còn đối với các cái tàu quân sự thì rõ ràng là Việt Nam, tất cả các cái nước có quan hệ về mặt quân sự thì đều Việt Nam đều chào đón cả, kể cả các cái tàu chiến của Hoa Kỳ, của Úc, của Pháp, của các nước, và đặc biệt cả Trung Quốc nữa, thì Việt Nam cũng rất là hoan nghênh thôi. Miễn là những cái việc đi vào đó không có một động cơ chính trị hoặc chính trị, là động cơ về quân sự, thì nó là Việt Nam hoan nghênh, chứ không có một cái hạn hẹp nào cả. Thì để tiếp ngay sau cái nhận định vừa rồi của tiến sĩ, thì các Linh có một câu hỏi đó là Mỹ, như vừa rồi thì Mỹ, Pháp, Nhật Bản đã đi thăm cảng Cam Ranh, và lần này thì đến chiến hạm Trung Quốc. Nhưng mà rất là nhiều người trong nước trong một hai ngày nay đã bày tỏ cái thái độ phản ứng bất bình và thể hiện cái sự chống đối đối với việc chiến hạm cập cảng Cam Ranh là khác hẳn với lại cái việc mà Mỹ, Pháp, Nhật Bản ghé thăm. Thì thưa ông, điều đó thì theo cái cách nhìn, nếu mà theo cái tính chất lịch sử á, thì mình có thể hiểu là vì sao họ có cái phản ứng như thế. Nhưng mà nếu còn đứng ở cái góc độ là quan hệ ngoại giao, quốc phòng, thì theo ông thì ông đánh giá việc này như thế nào? Tôi cho rằng là cái việc mà mở cửa cho các cái tàu quân sự của các nước vào, trong đó có cả Trung Quốc, thì là một cái chủ trương rất là bình thường. Và thực ra mà nói, đây là một cái chủ trương tôi nghĩ rất đúng đắn trong tình hiện nay, là giữ cái sự quan hệ
một cách công bằng, gọi là giữ thế cân bằng của các cái nước đó, chứ mình cũng không không nên chủ trương là đứng về phía này nghiêng về phía nọ để mà có một cái sự chống đối, bởi vì hiện nay nếu mà mình mà không có một cái thái độ mà nó giữ cân bằng của các cái sức mạnh của các cái siêu cường, các lực lượng quân sự thì có thể dẫn đến những đụng độ. Mà các bạn nên nhớ hiện nay cái nguy cơ của chủ đụng độ là chính sự cạnh tranh về địa chiến lược địa chỉ trong khu vực này. Đấy, và do đó là cái thái độ của Việt Nam là giữ được cái thế cân bằng là một cái điều hết sức là rất là đúng đắn theo tôi nghĩ là để giữ cái độ chính trị và pháp lý cũng như là chính quân sự thì là như vậy. Tất nhiên là người Việt Nam thì các bạn nên chúng tôi cũng nghĩ rằng là cũng rất thông cảm là vì là cái tất cả những cái thái độ của người Việt Nam phản ứng đó nó có những cái yếu tố khách quan của nó, là vì rõ ràng là Trung Quốc trong lịch sử cũng như trong quá trình trong khu vực Biển Đông thì Trung Quốc đã có những hành động nó vi phạm đến các cái quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, và vi phạm đến cái đặc biệt đối với cái người ngư dân của người Việt Nam là làm ăn một cách bình thường, thì cho nên là khi Việt Nam người dân họ có những phản ứng đó thì tôi cũng cho là cũng điều mà cũng là một cái tất yếu do cái hậu quả mà họ đã xử lý trong thời gian vừa qua thôi. Và cái điều đó họ muốn cho người dân Việt Nam hoan nghênh hưởng ứng thì chắc chắn họ phải có một cái thái độ cầu thị và thay đổi các cái cách thực hiện của mình. Phải biết tôn trọng nước khác và tôn trọng các quyền lợi ích chính đáng của Việt Nam cũng như các nước khác, thì chắc chắn người dân Việt Nam sẽ ủng hộ và hoan nghênh họ thôi. Nhưng mà dạ thưa, thực tế thì Trung Quốc và Việt Nam như tiến sĩ vừa nói là hai quốc gia mà đang có tranh chấp về lãnh hải trên Biển Đông, thì như thế thì việc mà cái chiến hạm Trung Quốc cập cảng Cam Ranh thì có được cho là một cái hoạt động bình thường về mặt ngoại giao không thưa ông? Tôi nghĩ rằng là đúng là có cái chuyện tranh chấp, nhưng mà cái việc giải quyết tranh chấp theo cái chủ trương của chúng tôi là giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp thông qua đàm phán thương lượng và các cái biện pháp hòa bình, chứ không phải dùng vũ lực vũ trang. Còn cái việc họ vào quân sự ta vào thì chúng tôi đối xử bình đẳng như các nước. Nếu như cái việc mà vào đó nhằm cái mục đích quân sự, nhằm để nghiên cứu thăm dò tình báo để mà tiếp tục gây hại, thì chắc chắn là các cái lực lượng của chúng tôi sẽ có các trọng trách, có cái nhiệm vụ làm cái nhiệm vụ của mình để ngăn chặn những ý đồ đó, và nếu mà họ tiếp tục làm cái điều đó thì chắc chắn là rõ ràng là họ sẽ nhận lấy hậu quả như là các bạn đã biết.